Chiều nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết đã có buổi kiểm tra công tác xây mới, sửa chữa nhà cho gia đình chính sách, người có công cách mạng trên địa bàn quận Thanh Khê. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yên. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Bình Triết cùng đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại hộ bà Nguyễn Thị Bông và bà Nguyễn Thị Kim Tiến, phường Hòa Khê. Đây là hai trong số các trường hợp gia đình chính sách trên địa bàn quận Thanh Khê được hỗ trợ số tiền 60 triệu đồng để xây mới nhà ở. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bày tỏ chia sẻ khó khăn với các hộ gia đình chính sách, động viên các gia đình nỗ lực vượt khó để xây dựng một mái ấm kiên cố, yên tâm mỗi mùa mưa bão. Ngay sau khi khảo sát thực tế, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Bình Triết đã có buổi làm việc với quận Thanh Khê về công tác chăm lo đời sống cho người có công cách mạng. Theo báo cáo, tính đến ngày 30 tháng 5 năm 2022, quận Thanh Khê đã hoàn thành hỗ trợ xây mới và sửa chữa 125 nhà cho gia đình chính sách. Trong đó, xây mới 25 nhà, sửa chữa 100 nhà với tổng số tiền 4,5 tỷ đồng, đạt hơn 66% kế hoạch. Số nhà còn lại là 63 nhà đang triển khai và phấn đấu hoàn thành trong năm 2022. Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận nỗ lực đội ngũ cán bộ cơ sở đã bám sát thực tế để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các gia đình chính sách, đồng thời yêu cầu quận Thanh Khê tiếp tục rà soát các đối tượng chính sách, đảm bảo công khai, minh bạch. Tiếp tục rà soát các đối tượng cho năm 2023 thì ngay từ bây giờ chúng ta cũng phải làm cho nó cơ bản, nó đảm bảo cái tinh thần chung như vậy. Tôi lưu ý lại là cái đối tượng nó phải rõ ràng, công khai minh bạch, tránh cái trường hợp là lợi dụng chính sách hoặc việc này việc kia thì bây giờ cũng nên chủ động. Tôi cũng đề nghị là Sở Lao động tham mưu cho Ủy ban Nhân thành phố cũng có cái tổng kết cái đợt này, coi xem là một hoạt động quan trọng trong cái 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, rồi tiếp tục huy động cái nguồn lực để có cái quà cho 695 cái hộ này như là thông lệ. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị quận Thanh Khê cần quan tâm đến công tác giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho đối tượng chính sách, đảm bảo hiệu quả thực tiễn, tránh mang tính chất nửa vời. Gia đình chính sách nào mà không có người lao động thất nghiệp thì có cái chỉ đạo cho nó cụ thể, ít nhất cũng phải tư vấn giới thiệu cho họ cái việc làm để mà họ thấy có cái sự quan tâm thực sự. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Bình Triết khẳng định, lãnh đạo thành phố luôn tập trung nguồn lực để chăm lo đời sống cho đối tượng người có công cách mạng, đảm bảo an sinh xã hội. Thời gian đến, lãnh đạo thành phố đề nghị quận Thanh Khê tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đời sống cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Trước mắt, hướng đến kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, quận cần có kế hoạch triển khai chú đáo, qua đó thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.